Bữa nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm nước sốt chan bánh mì cực kỳ nhanh và dễ nha. Mình cho 4 muỗng canh đường vào nồi, cho thêm nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh dâu heo. Rồi mình cho thêm 1 muỗng canh nước tương và nửa muỗng canh tương ớt. Cuối cùng mình cho 50ml nước lọc vào, khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Mình sẽ nấu cho nó sôi và sệt lại nha mọi người. Nhớ là canh chỉnh lửa nhỏ thôi nha mọi người, nếu lửa lớn quá nó sẽ bị khét. Sốt đã sệt thì mình sẽ cho thêm hành lá cắt nhỏ vào. Rồi mình cho thêm ít tỏi phi nữa là xong. Nếu có hành tím phi thì mọi người cho vào sẽ ngon hơn nữa nha. Hôm nay mình sẽ ăn bánh mì với chả giò chai chiên nha mọi người. Món này thấy đơn giản vậy thôi chứ ăn ngon lắm đó mọi người. Rồi giờ mình mổ bụng bánh mì ra để nhét topping vào nè. Mình có dưa leo, ớt sừng, ngò rí. Mình có chà bông nấm nữa mọi người, nhưng mà lúc mình quay á, thì mình quên cho vào. Thôi kệ, topping nhiêu đây là cũng xịn lắm rồi. Rồi cho mấy em chả giò vào nữa là chuẩn bị được ăn rồi đó. Nước sốt mình làm không có cay, nếu ai thích ăn cay thì có thể cho ớt vào nha. Nhìn cái màu nước sốt đẹp ghê chưa nè mọi người. Nếu mọi người không ăn chay á, thì mình thay thế nguyên liệu chay bằng nguyên liệu mặn là được rồi nha. Thiếu gì thì thiếu chứ không thể nào thiếu cà rốt và củ cải trắng ngâm chua rồi. Cà rốt và củ cải trắng mình bào sợi, sau đó mình ngâm với giấm và đường á mọi người. Rồi rồi, giờ mình cắt đôi nổi sầu nè. Ở lộn, cắt đôi bánh mì và bắt đầu thưởng thức thôi. Công thức nước sốt đối với mình là vừa rồi, còn nếu mọi người thích ăn như thế nào thì có thể gia giảm tùy chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Ở chỗ mình ít chỗ bán bánh mì chay lắm mọi người, cho nên muốn ăn thì mình phải tự làm thôi. Nhưng mà đúng là tự làm á thì ăn nó ngon và vừa ý hơn á mọi người. Không biết có ai giống như mình không, chứ đối với mình á, mình vẫn thích tự nấu ăn hơn.